dù không bỏ tiền ra một đồng nào để làm đoạn đường đấu nối với trung tâm thị trấn Thanh Nê của huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Nhưng nhà đầu tư BOT đã ngang nhiên lập trạm thu phí trên quốc lộ 39B. Và việc này ngay khi bắt đầu đã bị người dân xung quanh và giới lái xe phản ứng quyết liệt. Vâng, thưa quý vị, dù phản đối như vậy nhưng một điều lạ nữa là doanh nghiệp này vẫn thực hiện việc thu phí mà các cơ quan chức năng có liên quan ở Thái Bình không có động thái nào. Và hậu quả là hơn 10 ngày nay, phương tiện không lưu thông trên đường BOT của nhà đầu tư này nhưng vẫn phải nộp phí lên tới cả chục nghìn đồng cho mỗi lượt. Đây là hai trạm thu phí độc lập được đặt trên quốc lộ 39B. Một cái án ngữ trên đường BOT và một cái nằm trên đường không phải là BOT. Cái khôn của nhà đầu tư đó là đường rẽ vào thị trấn Thanh Nê không phải là đường BOT nhưng vẫn đặt trạm thu phí BOT. Điều đó có nghĩa đường thì không làm nhưng nhà đầu tư vẫn lập trạm để thu phí và người dân muốn vào thị trấn Thanh Nê dù không đi đường BOT thì vẫn phải nộp phí đường bộ. Với mức thấp nhất là 30.000 đồng một lượt và cao nhất là 200.000 đồng một lượt. Rõ ràng là không đi đường BOT nhưng vẫn phải nộp phí. Người dân không bức xúc mới là lạ. Tôi là người cũng Kiến Sương đây, nhưng tôi là Bình Thanh. Thế thì chúng tôi cũng là người mà cái đường này là nó không phải là được phép coi như là thu phí. Nếu mà được phép thu phí thì nó phải như là kể cả cái khẩu độ mà như thế này là cũng chưa đủ an toàn được cái trạm thu phí nên là chúng tôi chưa chấp nhận được. Ghi nhận của VTC14 cũng cho thấy việc lập trạm thu phí ngay đầu thị trấn Thanh Nê, ngay sát trước nhà hàng chục hộ dân là khá bất hợp lý. Các hộ này phải đóng cửa hàng ngày vì phương tiện không thể vào nhà. Trong khi đó, đối với những hộ có phương tiện di chuyển vài trăm mét hay một vài km có thể bị mất phí hàng chục nghìn đồng. Tôi cho là bất hợp lý. Lý do đường này là đường của nhà nước nào? Anh ạ. Đường này đường nhà nước làm thì tôi cho là cái trạm này là không hợp lý. Mười mấy năm lái xe là chưa bao giờ trên cả nước này mà có trạm thu phí đi về tuyến huyện. Tôi bản thân tôi là tôi tự nghĩ ra rằng nếu một ngày nào đó các anh tự ý làm trạm thu phí thì một ngày nào đó các anh có thể là về xã các anh làm trạm thu phí. Người dân chúng tôi là cũng không có quyền lựa chọn, đúng không? Bởi vì các anh nói là các anh cổ phần hóa hay BOT hay cái gì tôi không biết. Nhưng mà ngày mai các anh làm đường trạm thu phí về xã, các anh nói rằng xã hội hóa hay cái gì đó đấy. Như thế chúng tôi cũng phải chịu, có nghĩa là chúng tôi không được lựa chọn. Còn đại diện trạm thu phí Thanh Nê cũng thừa nhận, hiện thì chỉ biết thu phí. Việc miễn giảm thu phí cho các phương tiện trên địa bàn ra sao thì phải do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Tiếp tục là tuyên truyền vận động. Tại vì là theo quy định của tỉnh thì cũng có những trường hợp là được tạm miễn được miễn giảm mà cho nên là cái việc đó thì chúng tôi cũng yêu cầu các chủ phương tiện làm rõ hoàn tất các thủ tục để được thực hiện theo cái đối tượng được miễn hoãn. Cho nên là trong cái quá trình như vậy thì cũng có trường hợp mà chúng tôi cũng phải vận dụng và cũng cá biệt có trường hợp khi chúng tôi yêu cầu thì người ta tự ý người ta kể cả là người ta đẩy cả barrier người ta qua trạm. Cái này thì cũng có trường hợp như vậy. Quốc lộ 39B có tổng chiều dài là 30 km, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt đầu tư xây dựng từ năm 2010, với tổng mức đầu tư là 2.072 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao. Vậy nhưng khi bắt đầu hoàn thành thì lại bất ngờ chuyển sang hình thức BOT, tức là xây dựng, kinh doanh, chuyển giao.